Namo Chúng ta đến cái phần hạnh sống ở rừng ha. Chúng ta tiếp tục cái phần bữa hổm, tức là bậc đạo sư hài lòng về vị sống ở rừng là như thế này. Ở trong tương ưng, Đức Thế Tôn có nói là khi mà Như Lai thấy một vị tỷ kheo ngủ gục trong rừng á, Như Lai vẫn hoan hỷ hơn là thấy vị tỷ kheo ở hành thiền ở trong phố thị. Bởi vì cái vị ngủ gục ở trong rừng thì sau khi vị đó tỉnh ngủ, vị đó có thể tiếp tục nỗ lực hành thiền. Nhưng mà một vị tỷ kheo mà tu hành ở phố thị, vì đó sẽ phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều những phiền não, rất nhiều những cám dỗ. Chính bởi vì như vậy, vị tỷ kheo sống ở rừng thì Thế Tôn vẫn hoan hỷ hơn. Rồi không bị dao động bởi những sắc pháp không thích đáng. Tại vì khi mà chúng ta sống ở rừng, cái mà chúng ta nhìn chỉ là cái gì? Chỉ là cỏ, là cây, là đất, là đá. Còn khi chúng ta sống ở phố thị, một ông sư, một vị sư sống ở phố thị, thường á, Phật tử họ sẽ lui tới rất là nhiều. Mà bản thân cái sự lui tới đó nó quấy rầy vị ấy, vị đấy không thể hành thiền được. Rồi đó là chưa kể những người phụ nữ, họ đến rồi họ đi. Mà nếu mà sống ở phố thị, cái cơ hội vị tỷ kheo tiếp xúc với phụ nữ rất là nhiều, cái cơ hội để cặp mắt của vị ấy nhìn thấy phụ nữ rất là nhiều, thành ra là vị ấy sẽ rất dễ bị tác động bởi sắc đẹp. Trong khi đó đời sống ở rừng thì khó thấy hơn đó, nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ toàn là cỏ là cây. Rồi vị này lại được một cái lợi lạc nữa là vị này hưởng lạc độc cư, không phải lo âu và bám víu ở đời. Cái chuyện mà sống ở rừng thì rất là rõ ràng. Ngày hôm nay mình muốn sống ở gốc cây này mình sống, ngày mai mình muốn sống ở gốc cây kia mình sống, mình muốn đi đâu thì mình đi, mình muốn đi lúc nào thì mình đi. Mình đi mình không phải thưa ai, mà mình về mình cũng không phải thưa ai. Còn khi mà mình sống ở trong một cái tịnh xá thì chỉ riêng cái điều cơ bản thôi, tức là mình có đi và mình về, mình có đi đâu đó thì mình cũng phải thông báo cho cái vị trưởng quản ở đó biết, mà bây giờ gọi là vị trụ trì ở đó biết. Rồi đó là chưa kể cái đời sống ở trong thành thị đó, thì rất dễ lui tới đến với Phật tử. Mà khi Phật tử họ lui tới thường á, thì rất dễ dính mắc. Quý vị nghĩ đi, bây giờ sư, bây giờ sư cũng chưa là gì nha, sư chưa là gì, nhưng mà bây giờ sư mà sư muốn thí dụ như đi miếng 3 tháng một để hành thiền chẳng hạn như vậy, hoặc là chỉ đơn giản tổ chức khóa thiền 10 ngày thôi, sư cũng phải lo đủ thứ. Lo cái gì? Lo cái lớp trung bộ, lo cái lớp thanh tịnh đạo, có nghĩ hay là không. Bản thân những thứ đó là cái sự trói buộc. Còn cái việc mà một vị sống ở rừng á, vị ấy muốn đi lúc nào thì đi, không phải lo cái gì hết, không phải xin ai hết, không phải suy nghĩ cái gì hết đó. Rồi vị này dễ thực hành các hạnh đầu đà khác. Quý vị thấy là trong 13 hạnh đầu đà đó, cái chuyện mình sống ở rừng nó là điều kiện rất tốt để mình thực hành các hạnh khác. Bởi vì nếu như mà mình sống ở rừng á, cái chuyện, chỉ riêng cái chuyện mình thực hành hạnh đầu đà đó,
mà mình không cần phải giấu ai, mình không cần phải cho ai biết, nó khỏe vô cùng. Còn một vị thực hành hạnh Đầu Đà mà ở các cái ngôi tịnh xá, ở các ngôi chùa, đặc biệt là ở trong phố thị, vị ấy phải khéo để không ai biết vị ấy thực hành, dù đó có là các vị đồng tu. Bởi vì bản chất của việc thực hành hạnh Đầu Đà đó chính là thiểu dục kia túc. Mình hành mà mình còn muốn cho người khác biết, cái đó chưa tới. Tức là vị ấy có cái sự khiêm tốn. Ngay cả cái chuyện mình thực hành các pháp cao thượng, mình cũng không để cho người khác biết. Chính bởi vì như vậy, cái chuyện mình sống ở rừng, mình dễ thực hành hơn. Chúng ta qua cái Đầu Đà tiếp theo là hạnh ở gốc cây. Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói là có những cây chúng ta cần tránh. Ví dụ như cây gần chỗ biên giới, cây có thờ cúng, cây có mũ, cây ăn trái, cây nhiều dơi, cây có lỗ hổng, cây đứng giữa một tự viện. Có nghĩa là sao? Khi mà mình thực hành cái hạnh Đầu Đà mở biên giới thì rất dễ gặp cái vấn đề xung đột, đặc biệt là xung đột biên giới. Rồi thì người ta đó sẽ nghi kỵ mình để xem coi là mình có phải gián điệp hay không. Một vị ở đâu biên giới thì cái vua xứ bên này sẽ coi chừng vị này, không biết vị này có phải gián điệp bên kia hay không. Mà vua xứ bên kia cũng coi chừng vị này, không biết vị này có phải gián điệp bên kia hay không. Rồi đó là chưa kể dân ở vùng biên địa đó, thì họ không có niềm tin. Mà khi họ không có niềm tin, cái đức tin của dân vùng biên địa nó khó lắm. Cho nên là cái chuyện mà vị đó hành pháp cũng rất khó để mà hỗ trợ cho vị đó. Đặc biệt ví dụ như cái chuyện đi khất thực. Rồi đó là chưa kể cái chuyện là chiến tranh, có những cái xung đột vũ trang ở vùng biên giới thì cũng sẽ rất là khó. Cho nên là nên tránh cái chỗ này. Quý vị nhớ dùm là nên tránh, chứ không phải là không thực hành được, nhưng mà nên tránh. Còn cái nơi, cái cây ở nơi đền thờ đó, là ở cái nơi này thường là rất nhiều người đến để tụ họp, rồi đến để làm lễ. Quý vị hay xem những cái ngôi đình làng ha, thì những cái cây lớn ở gần đó thì đó là cái gốc đa đầu đình, người ta lui tới rất là nhiều. Thành ra là vị này không thể nào mà vị này ở dưới cái gốc cây đó được. Quý vị nhớ dùm cái nguyên tắc mà chúng ta thực hành là chúng ta cần phải ẩn cư, chứ không phải là chúng ta thực hành mà chúng ta trường cái mặt ra để cho người khác biết. Ví dụ là có trường hợp là cây đứng ở giữa cái ngôi tự viện, hay mình nói một cách khác là cây ở chùa, cây ở giữa cái sân chùa, hoặc là cây ở trong phạm vi cái ngôi chùa mà không phải chỗ khuất. Ví dụ như ở đây nó có một cây bụi cây ha. Quý vị nghĩ làm sao mà một vị tu sĩ, quý vị đi tới đi lui ha, đi tới đi lui, mà thấy vị đó ngồi hành thiền ngay giữa đường như vậy đó, quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Nó không phù hợp. Và cái chuyện hành thiền đó nó vốn dĩ nó đi ngược lại với cái tiêu chí độc cư. Mà nó thành ra cái chuyện mình hành thiền á, nó thành ra cái chuyện là khoe khoang. Khoe là tôi đang hành thiền đây nè. Thành ra cái này là cái chuyện là tuyệt đối phải tránh. Rồi cái cây cây có mũ thì đương nhiên, bởi vì nó nguy hiểm. Cái mũ nó có thể nó rơi trúng cái y áo vị đó ha, hoặc là nó rơi trúng da của vị đó, nó có thể làm cho phỏng hoặc ngứa. Cho nên là cây có mũ thì mình cần phải tránh. Còn cây có trái cây cần phải tránh là như thế này, là bởi vì khi đến mùa nó trổ quả, người dân rất thường hay đến để hái trái. Mà cái chuyện mà người ta lui tới, bản thân cái việc đó nó đã ảnh hưởng tới vị đó rồi. Đó là chưa kể là người ta có thể xin, mà xin thì mình phải cho, bản thân nó rất là phiền. Mà xin không cho rồi người ta lấy, người ta cướp thì nó cũng rất là phiền. Đó là chưa kể cái cây mà có nhiều trái như vậy đó.
có thể là cái người mà hái lượm, có thể là phụ nữ. Như vậy nó sẽ khiến cho phạm hạnh của vị đó bị nguy hiểm. Hoặc là cái cây ăn trái như vậy đó, chim nó thường hay lui tới. Quý vị đừng có nghĩ cái chuyện là mình ở trong rừng á, chim nó lui tới thì nó hạnh phúc. Sai. Quý vị hành thiền ở trong rừng rồi, quý vị sẽ biết chim nó ồn ghê lắm nha. Nó ồn lắm. Mà cái cây có trái như vậy á, nó tới nó ăn thì nó rất là ồn. Nó ồn là một chuyện, mà nó ì lại là chuyện khác. Cái chùa có cây, chùa sư có cây, chim thường hay về. Phải nói là nó về mà sư ngại đi dưới tàn cây. Nó về ríu rít đầy hết trên cái cây á, sư không dám đi dưới tàn cây. Tại sao? Đi dưới mình không biết mình lãnh đạn lúc nào. Ở trên nó cứ ở trên nó thôi. Nó thả, muốn thả lúc nào nó thả, chứ làm đâu có canh ông sư. Đó. Cho nên làm sao mà mình có thể ngồi thiền ở dưới đó được nha. Rồi cây có nhiều dơi thì với cái ý nghĩa tương tự như vậy. Thì ở trước là phân chim, thì cái sau là phân dơi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi cây có lỗ hổng, tại vì cái lỗ hổng á, là cái nơi mà rắn nó rất thường hay trốn ở trong đó. Mà nếu như mà mình thực hành ở đó thì rất dễ bị rắn cắn. Hoặc là những cái con động vật hoang dại, thí dụ như con bồ cạp nè, hoặc những con rít đó, nó hay trốn ở trong mấy cái hốc á, nó rất là nguy hại. Còn cái cây đứng giữa tự viện thì sư nói rồi ha. Nhưng mà ở đây là vị ấy có thể chọn cái cây ở bên rìa. Quý vị nhớ giùm, cái rìa ở đây á, tức là cái cây đó, nó thứ nhất là nó nằm rìa tự viện, cái thứ hai chỗ đó là chỗ khuất, tức là cái chuyện mình thực hành mình ngồi ở dưới gốc cây á, không có ai thấy hết trơn á. Không có ai thấy. Cho nên là mình có thể ngồi đó mình thực hành được. Ở đây á, thì chúng ta có ba bậc, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng á, thì vì đó không được dọn dẹp một cái gì hết. Tức là cái cây đó nó như thế nào, vì đó phải chấp nhận như thế đó, và vì đó ở dưới đó. Trong cái quá trình ở thì nếu như á, cái lá cây nó rớt xuống thì vì đó có thể dùng chân để vì đó lùa lá thôi. Không được dùng tay nha, dùng chân để lùa lá thôi đó. Còn bậc trung á, Thì nếu như có ai đi ngang qua, đi qua đi lại, thì vị đó có thể nhờ dọn dẹp giùm. Thí dụ như là những cái người hộ độ tăng, hoặc là những cái người thợ rừng á, đi ngang qua, thì vị đó có thể nhờ đến dọn giùm sư cái chỗ này. Có thể nhờ, nhưng không được kêu. Sư lấy ví dụ như ở trong chùa đi, ở trong cái ngôi chùa này, sư thực hành cái hạnh là ngồi dưới gốc cây, sư ngồi ở một cái gốc khuất một cái cây nào đó, mà sư hành bậc trung, thì sư chỉ có nước, sư chờ có ai đó đi ngang qua và sư ngoắc sư nhờ, chứ sư không được đi tìm để sư nhờ, nó khác. Còn cái vị bậc hạ đó thì có thể đi tìm để nhờ. Nhờ ở đây có thể là nhờ ông Sa Di, hoặc là nhờ một cái vị hộ tăng nào đó, hoặc là một người cư sĩ nào đó dọn dẹp cho sạch sẽ quanh cái gốc cây đó. Thậm chí là có thể là trang trí lót nền cho nó sạch, rồi dựng cái hàng rào có cửa lên nữa. Quý vị đừng có nghĩ là cái bậc hạ này là dở. Tại vì sư biết là có vị trưởng lão, vị này ở trong chùa mà vị này ở dưới cái gốc cây, vị này dựng, sư xin lỗi chứ mình mang tiếng là dựng cái hàng rào, chứ nó như cái chuồng vậy đó. Nó thấp lè tè, chỉ để là ngăn rắn nó chui vào thôi. Chứ còn mà nó giống như cái chuồng heo vậy đó. Nó không có cái gì nó đẹp hết trơn. Vị đó ở đó và vị đó thực hành. Nếu mà có ai tới thì vị đó tránh đi. Cho nên là mình đừng có nghĩ vị bậc hạ này là dở nha. Và ở đây có một cái điều đặc biệt là vào những cái ngày mà lễ, những cái ngày đặc biệt á, thì nên tìm cái chỗ khuất.
Để chi? Để tránh cho người khác biết là mình đang thực hành cái hạnh đầu đà ở đây. Ví dụ như mình ở cái gốc cây ở trong rừng, mà cái nơi đó thợ săn, thợ chặt cây mà thường hay lui tới, thì mình cũng phải tránh cái chỗ đó đi. Hoặc là mình ở gần chùa, thì cái vào cái mùa lễ người ta đi hay đi lễ hội hay đi đến thăm chùa thì mình cũng phải tránh đi. Như sư nói, cái tiêu chí mình thực hành là mình cần phải ẩn cư, chứ không phải mình thực hành mà mình để cho người khác biết. Về cái lợi ích thì vị này sẽ làm như là sự mô tả ở tạng luật. Là ở đây tạng luật có mô tả là có những vị xuất gia mà sống nương tựa ở nơi các cội cây. Đây là một điều rất là đẹp, rất là khó, bởi vì không phải vị nào cũng có khả năng sống ở gốc cây đâu. Rồi được Đức Đạo Sư tán thán, bởi vì sao? Bởi vì ở cái gốc cây đó mình không phải lo xây cất. Chính bởi vì như vậy, cái gốc cây nó rất là dễ kiếm, rất là rẻ tiền, và mình không có lỗi lầm gì cả. Cho nên khi mà mình có cái ý mình xây cất, xin thưa là nó có rất nhiều những cái giới luật liên quan đến chuyện xây cất. Không phải mình muốn xây là mình xây. Từ cái chuyện mình đào móng nè, cho đến cái chuyện mình làm lằn ranh nè, cho đến cái chuyện là kiết cái giới xi ma nè, mỗi mỗi một thứ mình xây như thế nào, rồi cái vị trí ra làm sao, cái diện tích như thế nào, mình xây được cao hay xây thấp, rồi những cái luật lệ trong đó nó có rất là nhiều. Trong khi đó nếu như mà mình chỉ đơn giản mình ở dưới gốc cây, mình không phải lo những cái vấn đề này. Mà quý vị biết rồi, luật mà mình đỡ phải học nó nhẹ đầu ghê lắm. Và vị này khi mà nhìn những cái lá cây nó rụng, thì vị này rất dễ có cái suy tưởng về sự vô thường. Một trong những cái tiêu chí để chúng ta không còn phàm nữa, đó là chúng ta thường xuyên quan sát, thường xuyên suy tư, thường xuyên chìm đắm trong sự nhận thức rõ đặc tánh của thế gian. Khi mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhận thức thế gian này nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Mình thường xuyên mình quan sát như vậy, mình thường xuyên mình sống trong tâm trạng như vậy, thì lâu dần trí tuệ nó sẽ phát sanh. Và lâu dần những cái phàm của mình nó sẽ mất đi. Mà khi phàm không còn nữa thì thánh đạo, thánh quả xuất hiện. Rồi cái ý tiếp theo là không tham cái chỗ trú và ưa xây cất. Quý vị biết rồi, hồi nãy sư vừa mới nói cái chuyện xây nó kỳ. Chứ thân làm ông sư thì cũng có đôi khi sư nhìn một vài cái chú xứ, một vài ngôi chùa mà phải nói nó đẹp mê hồn, mà có đôi khi là mình cũng nhủ ở trong lòng á, chờ mai mốt mà mình xây được cái chùa mình cũng xây được giống vậy, nhìn nó mê lắm. Tại vì ở cái vị trí một ông sư thì tự nhiên là mình mê cái ngôi chùa. Thì đương nhiên cư sĩ thì họ mê cái ngôi nhà, thì ông sư ổng mê cái ngôi chùa. Thì bản thân cái chuyện đó nó cũng là một cái sự trói buộc. Đó là chưa kể một cái vị sư cao hạ hơn sư nói chuyện nói vui thôi, sư nghĩ cũng có lý, là cái vị mà đang xây cất á, trong đầu vì đó không có tu thiền gì được hết trơn á, lúc đó không có quán danh quán sắc cái gì được hết, không có quán đi đứng nằm ngồi cái gì được hết, bởi vì trong đầu của vị đó lúc đó toàn là đất đá xi măng không à. Đó, cứ lo hôm nay bao nhiêu xe đất, bao nhiêu xe cát, rồi xi măng như thế nào, rồi thợ, rồi thầy. Trong đầu vì đó không cách chi rảnh rang để mà tu thiền được hết. Cho nên là bản thân cái chuyện đó cũng là trói buộc. Và cái việc mà mình sống ở dưới gốc cây, mình được một cái lợi, đó là mình cộng trú với chư thiên. Quý vị thường mình rất là thích chư thiên, nhưng mà xin thưa là chư thiên thì
họ thường ở dưới những cái gốc cây lớn, mà mình bây giờ mình thích chặt cây, sư rất là tiếc. Mà khi mình chặt cây như vậy, chư thiên họ không có chỗ ở, thì họ sẽ rời mình mà họ đi. Mà khi chư thiên rời mình đi á, thì những cái hàng dạ xoa, hàng ngạ quỷ, những cái hàng mà nó giữ, nó sẽ tới nó ở. Nó giống như ở đâu mà gọi là quân đội rồi cảnh sát mà lỏng lẻo không có mặt, thì ở đó tội phạm sẽ rất là dễ phát sinh. Cho nên chúng ta nên trồng cây, và đặc biệt là những cái cây lớn. Một cái cây lớn đó nó có thể nó hơn 10 cây nhỏ. Chứ đừng có nghĩ là mình chặt cây lớn này mình trồng những cây nhỏ vô bù, xin tư bù không nổi. Tại vì cây lớn chư thiên họ ở, chứ còn cây nhỏ chư thiên họ khó ở lắm. Cho nên khi mà mình ở dưới cái gốc cây á, thì mình có thể cộng trú với chư thiên. Đặc biệt là những vị ở dưới gốc cây thì các vị đó buộc phải thực hành rải tâm từ. Mà khi mình rải tâm từ như vậy, chư thiên họ hoan hỷ. Mà khi chư thiên hoan hỷ thì họ rất dễ hộ độ mình. Sư nhớ là trong chú giải, để sư nhớ có chú giải trường bộ hay trung bộ, hình như là trường bộ, có nhắc đến một nhóm 6 vị tỷ kheo. Sau khi Đức Phật diệt độ thì 6 vị này đó ở với nhau rất là hòa thuận ở trong rừng, ở dưới gốc cây. Cho đến một hôm, cái chỗ đó đó chiến tranh nó lan tới, thì 6 vị này mới bàn nhau, thôi bây giờ mình đi chỗ khác, tại vì ở đây chiến tranh á, thì cái chuyện khất thực rất là khó khăn. Đó là chưa kể lỡ lính nó tới nó bắt bớ thì nó rất là phiền, cho nên là tính bỏ đi. Mà đặc biệt là do là không có người cúng dường, bởi vì chiến tranh mà dân người ta chạy nạn hết trơn. Khi các vị này chuẩn bị đi thì vị thọ thần xuất hiện, và vị này đảnh lễ thỉnh 6 vị này cứ tiếp tục ở đó. Và vị này, vị thọ thần á, sẽ chịu trách nhiệm là hộ độ 6 vị này. Vị thọ thần này á, là người làm ở trong nhà ông cấp cô độc. Nhờ ở trong nhà ông cấp cô độc á, cho nên cũng có tạo phước, cũng có giữ giới. Cho nên là sau khi mệnh chung á, làm một vị thọ thần. Và sau này hộ độ 6 vị tỷ kheo. Cho nên khi mà chúng ta ở dưới cái gốc cây á, thì chúng ta có thể cộng trú với chư thiên. Thành ra sẵn sư nhắc luôn, nếu như mà mình ở dưới chung với chư thiên mà mình sống tầm bậy tầm bạ quá thì chư thiên họ cũng không có hộ mình đâu nha. Muốn mà chư thiên hộ á, thì cái giới hạnh của mình phải ngon lành. Và đương nhiên khi mình sống ở dưới gốc cây như vậy thì cái đời sống của mình là một đời sống ít muốn biết đủ. Chúng ta qua cái hạnh thứ 10 là hạnh sống ở ngoài trời. Hạnh sống ở ngoài trời này đó có nghĩa là chúng ta sống ở một nơi không có mái che, không có tòa nhà, cũng không ở trong một cái hang động đó, không có cây cối. Đối với vị mà thực hành cái hạnh này thì trong những cái ngày đặc biệt, ví dụ như là trong cái ngày Bồ Tát, vị này có thể đến cái nhà làm lễ Bồ Tát. Ví dụ như thường cái nhà làm lễ Bồ Tát là cái chánh điện, thì vị đó có thể đến chánh điện, vị đó làm lễ Bồ Tát. Bồ Tát là như vậy, là chư tăng mỗi nửa tháng theo luật là phải tụng giới để nhắc nhở nhau về cái việc là giữ giới. Và hoặc là nếu như mà vị đó đến để nghe pháp thì vị đó cũng có thể đến. Thí dụ như hôm nay có vị giảng sư, có vị pháp sư đến chùa để giảng pháp, thì vị đó có thể đến để nghe pháp. Và nếu như mà trời mưa thì vị đó có thể nán lại chờ hết mưa rồi mới về, chứ không cần phải đội mưa để mà đi.
Và một cái điều đặc biệt như vậy là vị đó có thể làm cái lều bằng vải để mà che cái gió, để ngừa nóng và ngừa lạnh. Lều vải được cho phép. Thành ra là mình nói cái lều vải cho nó sang, chứ còn cái lều vải hồi xưa không có giống như bây giờ. Tức là nó chỉ là một cái miếng vải thôi, miếng vải căng bốn góc đó. Đó, căng xéo như vậy đó, giống như cái láng vậy đó, căng xéo như vậy. Để tránh cái chuyện là mưa gió thôi. Còn nếu vị nào mà muốn làm cho nó ngon hơn thì có thể làm tứ phía nó quay xung quanh. Xin nói nó kỳ. Nếu mà nói mà mình làm lều vải mà được á, thời nay nó có những cái lều đẹp lắm. Nó có những cái lều mấy triệu một cái á, nhìn là mình mê đẹp lắm. Mà mình đem cái lều đó vào trong rừng mà mình ở, rồi mình nói mình thực hành cái hạnh đầu đà sống ngoài trời, thì sư e là phải coi lại nha. Cho nên mình phải hiểu cái tinh thần của cái việc giữ hạnh này, nó phải tối giản càng nhiều càng tốt. Ở đây chúng ta có ba bậc, là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thì bậc thượng á, thì mình phải sống ở xa cái gốc cây, xa tảng đá hoặc xa cái ngôi nhà. Thì khi mà trời mưa, khi mà trời mưa như vậy thì mình có thể đi đến cái chỗ để mà mình tránh mưa, chứ không có ai ép cái chuyện mình phải dầm mưa nhé. Nhưng mà mình không được chạy đi. Thí dụ như sư đang chuẩn bị tới chùa rồi mà trời mưa ào xuống, sư vẫn phải đi từ tốn đi vào chùa. Chứ không có cái chuyện là mình gần tới chùa rồi mưa ào xuống là mình co giò co cẳng mình chạy, là không có được. Còn bậc trung á thì là được ở gần, miễn làm sao mà mình không có chui xuống dưới cái mái hiên để mà mình ở là được rồi. Ở gần để làm chi? Ở gần á để lỡ mà trời có mưa gió đó, mình bước qua một cái che mưa che nắng cho nó dễ. Còn cái vị bậc hạ, vị này được ở trong một cái hang hoặc là ở dưới một cái mái, là cái tảng đá, cái đá tảng mà không có rãnh. Quý vị mà có đi những cái nơi mà đá nhiều, ví dụ như lên Đồng Nai á, nó có những nơi mà đá nó chìa ra ngoài á, nó là cái mái hiên tự nhiên á, mà ở trên đó người ta không có làm cái máng nước. Quý vị biết cái máng nước là cái rãnh á, mình đục một cái rãnh để chi? Để cái nước mưa nó chạy thì nó sẽ chạy theo cái rãnh, nó chạy ra ngoài, nó không có chảy vào ở trong cái chỗ mình ngồi, thì không được nha. Cái đó đá nó phải tự nhiên, không có được đục đẽo gì hết. Hoặc là vị này có thể ở trong một cái túp lều như sư nói, nhưng mà tránh ha, cái túp lều mà cỡ mấy triệu một cái thì chắc có lẽ là mình phải xét lại cái lều này, có lẽ là lều thường thôi. Hoặc là một cái chòi bỏ hoang, ví dụ như những cái người mà đi hái lượm nè, hoặc những cái người chăn vịt đó, họ ở trong cái chòi rồi sau khi họ về thì cái chòi đó nó bỏ hoang, thì mình có thể vào đó để mà mình trú. Lợi ích của vị này là vị này sẽ tránh những cái chướng ngại của một cái chú xứ. Tức là như thế này, nếu như mà mình ở trong một cái chú xứ, tức là mình ở trong một cái ngôi chùa mà cái phòng, cái cốc, cái liêu của mình nó cũ quá, thì mình phải có trách nhiệm mình lợp lại, mình sửa sang. Hoặc thậm chí là mình phải lo mình xây cất. Trong trường hợp không có, ví dụ như bây giờ có Phật tử nào đó cúng một cái miếng đất, thì cái vị sư đó đến, cái việc đầu tiên là vị đó phải lo bây giờ mình ở đâu. Thế là vị đó phải tính đến cái chuyện xây cất. Trong khi cái vị ở ngoài trời này thì chỉ đơn giản kiếm bốn cái góc giải, cái miếng giải đó căng bốn góc che ngang qua là xong chuyện rồi. Thành ra là vị này tránh được những cái chướng ngại của một chú xứ là như vậy. Rồi vị này có nhờ cái chuyện mình ở nó không có được thoải mái, không ở dưới gốc cây, không ở dưới cái mái nhà, thì mình sẽ tránh được cái chuyện hôn trầm. Tại vì mình ngồi là gần như là mình ngồi giữa trời thôi.
Rồi vị này xứng đáng như là ở trong tương ưng là xứng đáng với những lời ca tụng, là vị này sống như một con thú rừng, sống không ràng buộc và không có nhà. Khi mà mình xây cất lên một cái chòi, một cái nhà rồi đó, thì thế nào là mình cũng sẽ có cái sự dính mắc ở đó. Rồi khi mình đi, mình cũng đâu có thoải mái mình đi. Quý vị có nhà, quý vị biết mình đi là mình phải lo mình khóa cửa. Đó là chưa kể mình có nhà đó, là mình phải lo mình cất giữ đồ đạc. Ở trong Tăng Chi có nhắc những lợi ích của một vị du tăng và những cái sự tai hại của một vị là ở lâu, ở quá lâu một chỗ. Một trong những sự tai hại của một vị ở quá lâu một chỗ là những cái vật chất nó sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều, dù muốn dù không nó cũng sẽ tích lũy. Trong khi cái vị mà sống giữa trời như vậy đó, vì đó muốn đi đâu, vì đó đi, vì đó muốn ở chỗ nào, vì đó ở. Tại vì khi đó, đó ở đâu cũng là nhà, cái đó đúng gọi là giang hồ luôn đó. Ở đâu cũng là nhà đó, bốn biển là nhà, tứ hải giai huynh đệ. Và vị này đương nhiên cho nên là cái dòng ở dưới là vị này thông dong ha, muốn đi đâu cũng được. Và đời sống của vị này là ít muốn biết đủ. Tại vì đơn giản một chuyện là khi mà mình không có yên một chỗ, mình không có tích lũy tài sản, thành ra là mình muốn đi đâu đó thì mình đi, đồ đạc mình nó cũng không có cái gì. Sư từng gặp một vài vị sư mà thuộc dạng du tăng, sư nhìn vị đó hâm mộ lắm. Tại sao? Bởi vì ở trong cái ba lô, gọi là trong cái dèm của vị đó chỉ có y bát, một số vật dụng mà thiết yếu cho một vị sư hết rồi. Vị đó đi đến đâu thì vị đó khất thực ở đó. Khất thực xong rồi thì kiếm cái chỗ để ở. Cái chỗ đó có thể là một cái chỗ trống bất kỳ, chỉ cần nó vắng là vị đó ở được. Không cần phải lo tìm nhà, không cần phải lo tìm cái gốc cây. Vị đó có thể nằm ở bất kỳ chỗ nào, vị đó nghỉ ngơi, vị đó có thể hành thiền ở bất kỳ chỗ nào. Nó đẹp vô cùng. Một con chim mà không mang vác vật nặng thì con chim ấy có thể bay rất là cao. À, chúng ta qua đến cái hạnh số 11 là hạnh ở nghĩa trang. Cái hạnh này đó, đầu tiên là chúng ta phải định nghĩa cái nghĩa trang là cái gì. Nghĩa trang ở trong chú giải có nói là đây là cái nơi đã từng thiêu một cái tử thi. Mặc dù là cái tử thi đó có thể là mình đã thiêu rồi bỏ hoang 10 năm thì mình vẫn được tính là cái nghĩa trang. Nhưng mà sư thì sư nghĩ là mình có thể mình linh hoạt một tí xíu. Bởi vì có những nơi họ đâu có thiêu. Ví dụ như là ở cái nơi lâm tán họ chỉ quăng ở rừng. Và khi đó thì nó vẫn được tính là cái tử thi. Còn cái xứ mình á, cái đặc điểm là chôn thì nó khó. Cái lý do mà nó khó thì một chút xíu nữa ở bên dưới sư sẽ nói. Nhưng mà cái kiểu mà mình chôn cất á, rồi mình ở trong nghĩa trang, nó giảm đi rất là nhiều cái ý nghĩa của chuyện là mình sống ở trong cái nghĩa trang. Rồi một đặc điểm là vị này khi sống ở nghĩa trang á, là vị này không được xây cất, cũng không được thuyết pháp. Tức là mình chỉ đến rồi mình đi thôi, không xây cất một cái gì hết. Dù là mình xây cái chòi để mình ở cũng không được. Chứ không phải là mình nói mình ở nghĩa trang rồi mình kiếm một cái nghĩa trang nào đó, mình chui vô chổng rồi mình xây cái ngôi chùa lên, rồi mình nói là mình thực hành cái hạnh ở nghĩa trang, thì nó không phải. Đặc biệt á, là mình phải báo cho các vị trưởng lão hoặc là chính quyền địa phương biết để làm chi. Bởi vì để nếu như mà có các cái vấn đề gì như là vấn đề an ninh, thời xưa cũng có chứ không phải thời nay,
thì chính quyền địa phương nè, họ biết là ông sư ổng ở cái chỗ đó. Hoặc là khi người ta hỏi chùa đó thì chùa nói đúng rồi, chùa tôi có ông sư thì ổng có cái hạnh như vậy đó, để cho người ta có thể xác thực. Bởi vì cái nghĩa trang á, là nơi mà phường trộm cướp rất thường lui tới. Mà nó khi họ lui tới như vậy đó, hoặc là những cái tay mà ăn chơi nè, những cái tay mà gái làng chơi, hoặc những cái tay mà chơi xì ke ma túy, thì họ rất thường ở trốn ở đó. Thì cái chuyện mà vị tỷ kheo không thông báo cho ai biết hết mà vị đó cứ sống ở đó thì rất dễ gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là trong cái chuyện là vấn đề an ninh. Và một cái đặc điểm là khi đi kinh hành á, thì nhìn cái vàng hỏa thiêu bằng nửa con mắt. Đây là lý do mà sư nói cái chuyện là cái nghĩa trang ở Việt Nam nó không phù hợp. Tại vì nghĩa trang ở Việt Nam mình đâu có nhìn cái vàng hỏa thiêu đâu. Tại vì cái xác á, thứ nhất là đã bỏ trong cái hòm rồi. Bỏ trong cái hòm rồi để xuống dưới cái huyệt sâu xây đắp lên, đã vậy là còn xây một cái gọi là cái quách ở trên hả, cái tỉnh cái quách ở trên, rất là khó, mình không có cách chi để mình quan sát một cái tử thi, đâu có thấy được đâu, đem vô là đã nằm ở trong cái hòm rồi. Còn cái nghĩa trang ở đây là khuyến khích là cái nơi phải có tử thi thấy được, chứ còn tử thi mà nằm ở trong cái hòm là không có thấy được. Và cái chuyện mình nhìn nửa con mắt là như vậy, tức là vì đó không nhìn trực tiếp. Ví dụ như cái xác chết nằm ở đó, vì đó không nhìn trực tiếp mà vì đó chỉ nhìn lướt qua thôi. Nhìn nửa con mắt là nhìn lướt, thí dụ như nhìn lướt qua để mình biết có cái xác ở đó là đủ rồi. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất á, là để tránh cái chuyện mình nhìn trực tiếp vào đó, mình sẽ kinh cảm, mình sẽ hoảng sợ khi mà mình thấy một cái xác chết. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình tiếp xúc lâu dài á, nó thường riết nó quen rồi thì mình nhìn thẳng cái xác chết riết rồi đó, mình hết sợ rồi. Khi đó cái gọi là cái sự kinh cảm đối với cái xác chết của mình á, nó trở nên nhẹ đi rất là nhiều. Không tin quý vị đi hỏi mấy cái tay mà nhà hòm, mấy cái tay mà mai táng, thì họ mai táng nhiều quá rồi thành ra họ lờn, họ gặp xác chết họ không có cái cảm xúc gì đặc biệt hết trơn á. Rồi vị này nên đi đến nghĩa trang bằng cái con đường mòn thay vì đường chính. Như sư nói là cái lý do chúng ta thực hành các cái hạnh đầu đà đó là để ít người biết, để chúng ta ẩn cư, chứ không phải chúng ta thực hành để mà mình dương danh, để mình nổi tiếng. Thời nay người ta thực hành khổ hạnh để nổi tiếng thì rất là dễ, bởi vì cái chuyện nổi tiếng thì mình làm cái gì đó nó lạ đời, để cho thiên hạ họ thấy, để họ quay phim rồi họ lên truyền hình, cái chuyện nổi tiếng rất là dễ. Còn cái chuyện mình thực hành hạnh đầu đà đó, cái điều kiện cơ bản nhất là mình phải ẩn cư. Cho nên là ngay cả cái chuyện mình đi lui tới cái nghĩa trang, mình cũng nên lui tới bằng cái con đường bừng đường mòn, chứ mình cũng không nên đi bằng con đường chính. Bởi vì nhớ nha, cái hạnh ở nghĩa trang, ban ngày mình vẫn ở chùa, mình vẫn sinh hoạt ở chùa, chỉ có là chiều tối mình mới đi tới cái nghĩa địa mình ở, chứ không phải là cả ngày mình ở nghĩa địa nha. Phân biệt giùm sư, mình vẫn ở chùa nhưng mà tới chiều tối là mình đi tới đó. Thì cái chuyện mình lui tới thường mà mình đi cái con đường chính thì sẽ bị nhiều người để ý, cho nên là mình cần phải đi con đường mòn. Và một cái đặc điểm nữa là mình nên đi đến đó trước vào ban ngày. Để chi? Để mình biết rõ từng cái cảnh vật ở đó. Đây là cái gốc cây nè, đây là cái quan tài nè, đây là cái xác chết nè,
à, đây là cái tảng đá nè, đây là một cái sợi dây. Tại vì cái đặc điểm của cái hạnh này á, là mình cần đến cái nghĩa trang á, vào buổi tối. Mà khi mình đi vào buổi tối như vậy mà mình không nắm rõ từng cái vật á, mình rất dễ quán gà. Rồi từ đó mình nhìn á, rất dễ hoảng sợ bởi những cái hình thù kỳ dị. Tại vì hồi xưa thì đâu có đèn. Mà sư nói bây giờ ngay cả chuyện có đèn đi nữa, quý vị đi tới cái nghĩa địa nó cũng ớn lạnh lắm. Đặc biệt đi buổi tối ha, đi buổi tối mình đi tới nó cũng ớn lạnh lắm. Đó là chưa kể mình đang đi, cái đèn bắt đầu chớp tắt đó. Nên trong phim ma có nhiều lắm. Thì nhắc tới ma thì nó có cái chuyện như vậy nữa nè. Khi mà mình lui tới thường cái nghĩa trang nha, người ta nói là đi đêm có ngày gặp ma. Thì cái này là đúng là có. Là có những cái con ma mà mình nói là những cái hàng phi nhân á, nó có thể nó hiện ra, nó hù dọa mình. Thậm chí là nó hú, nó hét, nó la, nó rên rỉ, nó khóc lóc đó. Nghe mình đi nghĩa trang mình nghe cái tiếng khóc, tiếng cười, giữa đêm nghe tiếng cười nó cũng ghê gớm lắm. Thì cái điều kiện ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói một cái câu sư thấy nó cũng hơi buồn cười, cũng thú vị, đó là mình có nghe nó hú nó hét thì mình không được tấn công nó. Hú hồn, mình nghe mình chạy không muốn chết luôn chứ mình tấn công. Thật ra cái vị ở đây cũng phải gan dạ lắm chứ phải chơi nha. Tức là mình thấy nó hù mình á, là mình khựng lại, mình bắt đầu là mình kiếm đồ mình chọi nó, là cái này cũng là ghê gớm lắm á. Thì cho nên ở trong đây mới nói á, là mình không được tấn công nó nha, không được chọi nó bằng bất kỳ vật gì. Cho nên là phải biết thương con ma đó, tới nghĩa địa phải biết thương con ma. Và cái đặc điểm là vị này không được bỏ sót ngày nào, tức là đêm nào cũng phải tới hết. Nhắc tới ma chắc có lẽ quý vị tỉnh ngủ hơi nhiều. Có thể bỏ về vào ở cái canh cuối, tức là khoảng từ 2 giờ tới 4 giờ sáng. Lại hé thêm một chuyện nữa, tức là cái giờ mà cái giờ từ 2 giờ tới 4 giờ sáng là cái giờ mà người ta hoạt động là dữ dội nhất. Thành ra là mình tránh cái giờ đó đó thì nó sẽ đỡ sợ hơn. Thành ra nếu mà ai mà muốn thử thách gan dạ thì mình cũng nên tránh cái giờ đó ha. Cái giờ đó là tương đối là cái giờ linh á. Cái đặc điểm như thế này, nếu như mà mình bỏ một ngày mà mình không tới nghĩa trang thì coi như là cái hạnh đầu đà này nó bị đứt nha. Khi mình thực hành hạnh đầu đà này, mình bắt buộc mỗi ngày mình phải đi tới. Nếu mà mình không đi là cái hạnh mình bị đứt. Nhưng mà nếu như mà tới chỗ đó mà mình nhắm, mình ớn lạnh, mình nổi da gà quá, thì cỡ chừng cỡ 2 giờ sáng là mình lo mình dọt về là đủ rồi. Cái này thì chắc có lẽ là nhiều vị thích nè. Mình nên tránh ăn những cái món ăn mà phi nhân nó thích. Ở đây là mình gọi là ma quỷ nó thích đó. Cái món gì? Thịt, cá. Không phải, không có lý do mà một số vị tu sĩ ở một số nơi là không ăn thịt cá nha. Thì ở đây là cái này không phải tự nhiên có, không phải tự nhiên trong Thanh Tịnh Đạo có, mà đây là một đoạn trong chú giải của Trường Bộ Kinh A Xá Năng Chi cũng có nói. Nhưng không chỉ đơn giản thịt cá mà bao gồm luôn cả bột mè, gạo, rồi đậu hầm, đường, sữa. Nó ngặt như vậy, nó thêm ba chấm đằng sau. Thật ra mình không biết cái ba chấm đằng sau đó là còn cái món gì nữa, mình không biết. Chắc có lẽ các vị hồi xưa nghĩ là chắc thời nay là
biết rồi, thành ra để ba chấm hú hồn về ba chấm, ai biết ba chấm đó có cái gì. Cho nên suy nghĩ là an toàn nhất chắc chỉ có nước ăn trái cây. Thì ngoài trái cây ra mình đâu còn cái món gì nữa. Quý vị thấy không, gạo không được ăn là cơm khỏi ăn rồi. Rồi những cái bánh cũng làm từ bột nè, bột nếp rồi bột này bột kia cũng không ăn được. Thì thành thử là ở đó thì chỉ có nước ăn trái cây thôi. Cái này nó mở ra một cái vấn đề nữa là như vậy, là khi mà chúng ta ở những cái nơi mà những cái hàng mà phi nhân nhiều, bây giờ mình gọi là ma quỷ nhiều, ví dụ như là ở những cái nơi như nghĩa trang, nghĩa địa gần đó đó, thì mình nên tránh ăn những cái món ở trong tay. Tốt nhất là mình ăn trái cây. Còn nếu như không được thì mình nên tránh ở những cái nơi đó. Tại vì mình ăn những cái món, nó chỉ riêng cái chuyện ăn cơm không thôi, mà mình ăn tự nhiên là mình ăn mà có cái bóng nào đó nó ngồi nó ăn ké, nó cũng rợn người lắm. Cho nên là mình nên tránh. Và đặc biệt ở trong kinh A Xá Năng Chi, tại sao sư nhắc đến bài kinh này, là trong một số trường hợp mà mình bị vong nhập, trong Phật giáo thừa nhận có vụ này nha, chứ không phải không có. Nhưng mà một cái đặc điểm là cái vị sư mà khi đến để trục vong, nói nó vui, khi mà đến để trục vong thì vị này phải tránh ăn những cái món này. Tức là vị đó bây giờ tốt nhất vị đó khi mà tới là chỉ được ăn trái cây thôi. Thành ra cái ngôi chùa nào mà dám treo bảng hiệu là trục vong, dịch vụ trục vong thì gan lắm, gan dạ lắm. Tại sao? Chùa năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác toàn ăn trái cây không à. Chùa đó chỉ ăn trái cây thôi, chùa đó không ăn được cái gì hết trơn á. Hàng xịn như hàng thiệt á, mà mình dám treo cái bảng hành nghề trục vong là mình chỉ có nước ăn trái cây thôi. Tại vì ở trong chú giải kinh A Xá Năng Chi có nói là nếu như mà mình ăn mấy cái món mà tụi nó thích á, là tụi nó sẽ có cái môi giới để tụi nó tấn công mình. Môi giới là cái gì? Nó nhập vô mình, nó nhập vô nó tấn công mình ấy. Thành ra là mình phải tránh cái chuyện đó. Và mình cái này sư thấy cũng thú vị ha, là không nên đi vào nhà người dân. Ở trong đây cái lý do là cái mùi người chết nó dẫn vong theo. Thành ra là ở nhiều nơi khi mà đi đám ma về là người ta nói là mình phải tắm liền, thay đồ liền, hoặc thậm chí là bước qua cái chậu than để đốt bay cái mùi ám, cái mùi xác chết đi. Không phải không có lý do đâu nha. Tại vì nếu như mà mình chỉ cần mình ở nghĩa trang thôi, xin nói những cái ngày mà quý vị đi gọi là đi tảo mộ á, mình đi tới những cái nơi đó cái mùi người chết nó ám vào người của mình, là mình về là mình phải lo làm sạch sẽ trước, chứ đừng có mặc nguyên cái bộ đồ đó rồi mình vô mình ngồi mình ôm con nít nó dễ bệnh lắm á. Rồi thì mấy cái này là mình cần phải nhớ. Ở đây là chúng ta có ba bậc, là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng á, thì cái nơi mình sống thì phải thường xuyên diễn ra cái chuyện là hỏa táng tử thi, và thường xuyên có người than khóc. Tức là người ta tới, người ta đưa tang, người ta khóc lóc, rồi đưa cái tử thi tới đó, rồi người ta hỏa táng. Thành ra là sư vẫn mong á, sư vẫn mong là Phật giáo mình, đặc biệt là Nam Tông, nếu mà có điều kiện mình mở một cái lò thiêu mình từ thiện thôi, mình không có lấy lời. Để làm chi? Thứ nhất là vị nào mà hành cái hạnh đầu đà này thì vị đó cũng có thể ở. Mà cái thứ hai là
Vị tỷ kheo á, sẽ có thể quan sát, tu để quan sát cái tử thi một chút xíu, chắc có lẽ hôm nay không kịp, thì qua bữa hôm sau sư sẽ nói cái lợi ích của một vị tỷ kheo khi mà vị đó gần gũi tử thi. Nó không giống như người thường. Vị tỷ kheo khi mà tu mà gần một cái tử thi á, thì có rất nhiều những lợi ích cho vị đó. Rồi cái bậc trung á, thì chỉ cần có một trong ba thứ trên, tức là một là có cái chuyện làm mai táng nè, hai là có tử thi, ba là có người than khóc là cũng được rồi. Sư lấy ví dụ như cái vị mà bậc trung á, thì vị đó có thể ở cái nghĩa trang Việt Nam. Tại vì cái nghĩa trang Việt Nam á, thì không có cái chuyện thiêu công khai, trừ khi mình tới Bình Hưng Hòa thì sư không nói. Nhưng mà những cái nghĩa trang thông thường thì không có cái vụ thiêu, thì cho nên là thiếu cái chi phần là có cái người thiêu ở đó đó. Nhưng mà thường ở đó thì có tử thi nè, nhưng mà cái tử thi thì có khi nó cũng được chôn rồi thì mình cũng không tính luôn. Nhưng mà thường có người tảo mộ rồi tới rồi than khóc đó, làm cái lễ tang lễ đó có người than khóc, họ rất dễ chứng kiến cái cảnh biệt ly. Thì đây cũng là một cái điều kiện mà cái vị bậc trung thì vị đó có thể ở được. Còn cái vị bậc hạ thì vị đó có thể ở cái nơi tối thiểu. Cái nơi tối thiểu là như là ở trên đầu như sư nói. Thí dụ như ở đó đã từng nha, đã từng là cái lò thiêu, nhưng mà sau này nó bỏ hoang, bỏ đi rồi. Vì đó ở đó thì vẫn được tính như thường. Xin lấy ví dụ như kế chùa Nam Tông thì có, hồi xưa kế chùa Nam Tông là cái lò thiêu á. Thì bây giờ cái lò thiêu đó nó bỏ rồi, nó không làm nữa. Nhưng nếu như cái vị mà hành đầu đà bậc hạ đó, vị đó có thể ở chỗ đó thì vẫn được tính là ở nghĩa trang. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Ở đây có câu hỏi liên quan đến bài học cũ. Thưa sư, sư giải thích lại về hạnh không nhận tàn thực. Có điều học vị tỳ khưu nào đã thọ thực xong và đã từ chối độ dân thêm nữa mà vẫn còn ăn tiếp thì phạm ưng tối trụy. Sự khác biệt giữa vị hành và không hành hạnh này về lời từ chối như thế này, tức là khi mình giữ cái giới này đó nha, nhưng mà mình không có thực hành hạnh đầu đà, thì khi mà mình có thể là mình không có từ chối, hoặc là mình ăn tới chừng nào mình no thì thôi. Nhưng mà đặc điểm là như thế này nè, mình ăn ở một cái nhà của thí chủ rồi, xin lấy ví dụ như cái cổ áo trắng bên đây, cổ thỉnh sư trai tăng, thì sau khi đến sư ăn có thể sư no hoặc sư không no, nhưng sau khi sư ăn xong, cô này cổ dân mà sư đã từ chối rồi đó, thì sau khi sư đứng dậy sư đi về thì sư sẽ không có được đi chỗ khác mà nhận ăn nữa. Ví dụ như sư ghé nhà của ông em, hoặc là ghé một cái nhà Phật tử họ có dọn cái mâm trái cây, có dọn cái mâm đồ ăn lên, sư cũng không được ăn nữa. Còn trong khi mà sư còn ở nhà cổ nha, còn bên nhà cô áo trắng này nè, sư đang ăn bình thường đúng không? Sư ví dụ như cái đồ ăn nó rơi vãi lên trên cái y, sư xin phép đứng dậy, sư đi vào trong sư rửa tí xíu, sau đó sư quay trở lại sư ăn tiếp vẫn được. Hoặc là cô dọn xong rồi, sư ăn xong ha, sư đi vào, sư đi rửa miệng, sư đi rửa tay, rồi sư đi lên trên phòng khách, sư ngồi đó sư chơi. Rồi một hồi nữa cổ dân bánh lên, tráng miệng, sư ăn cũng được. Miễn làm sao sư
chưa từ chối thì thôi. Còn cái vị mà nhận tàn thực á, thì thông thường cái việc từ chối của vị này á, nó ràng buộc với cái oai nghi của vị đó. Tức là vị đó cũng đồng thời thực hành luôn cái hạnh là giữ một oai nghi thôi. Tức là nếu như vị đó từ chối á, thì từ chối luôn trong khi ngồi, chứ không có cái chuyện mà tới hồi đứng lên rồi ra ngoài phòng khách thì mới từ chối, thì không có. Vị đó ngồi, ngay khi mà vị đó đang ngồi đó là vị đó từ chối luôn. Hoặc quý vị có thể hiểu là cái vị thực hành cái hạnh tàng thực này nè, thì vị đó gần như đồng thời là thực hành luôn cái hạnh là chỉ có một oai nghi ngồi thôi, ngồi ăn một lần, đứng dậy không tính nữa. Còn cái sự mà đặc biệt á, gọi là ngoại lệ là như thế nào? Tức là cái cô áo trắng này, cô mời sư đến chai tăng, cô dọn ra một bàn, sư thấy nhiều rồi, sư từ chối thôi, đừng dọn thêm nữa. Nhưng mà khi đó sư chưa ăn và sư cũng chưa ngồi, hiểu không? Thì khi đó đó, nếu như mà cổ dâng thêm một món nữa mà sư thấy món đó sư thèm, sư muốn ăn, mà bây giờ lỡ từ chối rồi, thì sư buộc lòng sư phải đem cái món ăn đó sư đưa qua ông sư bạn, nhờ ông ăn vài miếng, sau đó sư để qua cái chỗ sư, rồi sư ngồi xuống sư ăn. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra vị hạnh, cái hạnh đầu đà đó có nhiều sự ràng buộc hơn. Sư giới thiệu thêm về ứng đối trị. Ứng đối trị là một cái dạng tội mà vị tỳ kheo khi mà phạm phải thì vị đó phải sám hối. Chúng ta xét về mức độ nặng nhẹ đó, thì trên là có bất cộng trụ, tức là phạm rồi là đủ luôn, không có xài được nữa. Xuống là tăng tàn, là cũng nặng đó, sám hối với đại chúng tỳ kheo. Rồi xuống nữa thì đó chính là ưng xả đối trị. Tức là như vậy, ưng xả đối trị á, là phải xả bỏ xong rồi sám hối. Rồi còn xuống nữa đó là ưng đối trị. Ưng đối trị thì cái tội đó không phải xả bỏ cái gì hết. Hai cái tội này nó khác nhau như vậy. Cái tội thứ nhất, thí dụ như sư lỡ để phạm cái giới là sư giữ y dư quá 10 ngày, thì sư sẽ phải xả cái y đó và sư sám hối. Đó là trong trường hợp mình phải xả bỏ. Còn như trong trường hợp nè, bây giờ mình đã lỡ ăn ở nhà thí chủ này rồi, ăn cho đã, mình đã từ chối không nhận thêm nữa rồi, mình đi qua nhà khác mình ăn nữa thì mình phạm ưng đối trị. Nhưng mà cái đó không phải xả cái gì hết nha, mình đâu có phải mình nôn ra đâu, không phải xả cái gì hết, thì đó thuộc về ưng đối trị. Xuống nữa đó là các cái tội bất định. Rồi xuống nữa là các tội tác ác. Cái này quý vị muốn biết rõ thì nghiên cứu về cái giới của tỳ kheo. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên người xung quanh nơi đây. Mong cho tất cả được thọ lãnh tùy ý, đặc biệt là những vị khuất mặt. Mong cho các vị hưởng phần phước này để được sớm siêu sanh về nơi nhàn cảnh, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu
Imano Punya Phagang Sapa Satanang Dema Sathu 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 Sathu. Chúc quý vị an vui. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika